À, đi thiền là chỉ là thì đi thiền là thiền chỉ hay thiền quán thư sư hỏi như vậy thì nó cũng giống như là quý vị hỏi là đi máy bay thì là đi uh, uh, đi mỹ hay đi pháp Mình xin thưa cái chuyện đi mỹ hay đi pháp là do cái hướng đi chúng phải là cái chuyện mà chúng ta ngồi máy bay cũng vậy cái việc mà đi thiền nó có luôn cả trong thiền chỉ lẫn thiền quán cái quan trọng là cái đối tượng thiền của chúng ta là gì nó sẽ quyết định là chúng ta đi thiền đó là chúng ta đi thiền chỉ hay đi thiền quán nếu như quý vị đi thiền mà với các cái đề mục thiền chỉ như là 10 cái xí ná bốn phạm trú hoặc là các cái đề mục bất tịnh thì đó là quý vị đi bằng cái thiền chỉ còn khi quý vị đi thiền mà quý vị quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp thì đó là quý vị đang đi thiền Bạn là cái thiền quán và sư nói mặc dù sư nói rất là nhiều lần mà chắc chắc chắn là những vị mà học đạo và nghe sư giảng nhiều thì các vị đó cũng biết là uh, sư nói hoài đó là gì Uh, người rất là nhiều cư sĩ uh, đó và một số vị xuất gia thì cũng cứ là chỉ chịu thiền khi nào ngồi thôi thực tế là cái việc hành thiền dù chỉ hay quán là nó bao gồm luôn trong cả bốn ngoài nghi đi đứng nằm ngồi chứ nó không phải là chỉ khi nào chúng ta ngồi chúng ta mới thiền ha